Bắt đầu từ hôm nay ngày 5 tháng 9, người dân Đà Nẵng được xác định ở khu vực vùng vàng, vùng xanh, chỉ được ra khỏi nhà khi tham gia các hoạt động theo quy định kèm theo giấy đi đường có mã QR. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong sáng nay ngày 5 tháng 9. Tại các chốt kiểm soát ở các tuyến đường lớn, nơi có dòng phương tiện qua lại thường xuyên, thì giấy đi đường QR code, ngoài việc giúp hiển thị và lưu lại tự động các thông tin cần thiết vào hệ thống máy chủ để đối chiếu với giấy tờ tùy thân của từng người đến chốt, còn giúp giảm thời gian xác minh lượng người đi đường, tránh xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện, mất an toàn giãn cách tại các khu vực này. Nó rất chi là tiện lợi thôi, không có gì hết. Tôi thấy rất là tiện lợi. Qua quét mã QR thì mình kiểm tra các ứng dụng thì nhanh hơn, thuận tiện hơn cái việc mà kiểm tra truyền thống bình thường, giấy đi đường thường. Thì thể hiện trên các chương trình của trên phần mềm cập nhật đầy đủ. Tuy nhiên, một số tổ kiểm soát cho biết trong sáng nay vẫn còn gặp phải tình trạng phần mềm quét mã e-ticket gặp sự cố không nhận mã QR trên điện thoại. Đồng thời, đa số người qua chốt kiểm soát vẫn chưa được cấp giấy đi đường QR code, khiến cho việc quét mã chưa thực sự đảm bảo giãn cách giữa lực lượng chức năng và người tham gia giao thông. Với giấy đi đường QR code, thì lực lượng chức năng lẫn người dân đã có nhiều thuận lợi hơn trong việc kiểm soát, xác minh giấy tờ. Nhưng bên cạnh đó thì cũng vẫn còn một số khó khăn nhất định. Chính vì vậy, ngoài việc tiếp tục phát huy các hiệu quả tiện ích, thì thành phố cũng cần hoàn thiện hơn nữa hệ thống giấy đi đường này. Đây cũng chính là một trong những biện pháp rất quan trọng để Đà Nẵng kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố trong thời điểm hiện nay.